Phật nữa, cái xưa rồi. Trời ơi, các chú răng một dãy dài thế này mà dám vượt. Về vứt mẹ xưa nó đi. Có rượu không? Rượu, xài nũng như còn nồ nữa rồi. Các chú đang, các chú công an đang răng già hàng dài này mà dám là vượt qua bao nhiêu các chú để chạy. Khổ chưa đấy ạ. Các chú đang thổi nồng độ cồn nhá. Mọi người đi đâu cũng được nhưng mà uống rượu thì đừng có đi. Bạn ấy uống rượu rồi mà các chú tuyết còi rồi mà cứ thế là phóng. Say mềm rồi. Chú đang đón đường nhà tuyết thống nội nồi cồn mà dám chạy. Dạy nhờ chú nhờ chú công an nhờ. Người ta đang làm việc. Đang thổi nồng độ cồn tại phố Kiểu nha, cả nhà nha. Bác Hùng ơi, đi lấy máy đó. Đi lấy máy đó. Đang còn cuôi còn ngố. Đi đâu cũng được nha cả nhà nha, nhưng mà cứ uống rượu là đừng có đi nha. Nói nhỏ nha, nói nhỏ trên Facebook với mọi người nha. Tại phố Kiểu ngay lúc này nha. Đang thổi nồng độ cồn nha. Có một anh thanh niên là phóng nhanh vượt ẩu, nằm dài ra đường chống lại các chú ấy chạy, đã bị bắt. Hả chị Quỳnh nha, đi đâu cũng được thì đi thở nồng độ cồn à. Đi đâu cũng được nha, nhưng mà uống rượu rồi thì đừng có đi. Uống rượu là không có lái xe. Đúng rồi. Uống hết chịu được. Cũng thật. Đang ngay phố Kiểu lúc này nha. Say mềm rồi, cái thằng ngã, thằng chống lại đấy, say mềm rồi. Cố tình nó chạy, nó chống, nó chạy không được. Thì hôm qua bao nhiêu vòng đúng không? Người ta đứng dãy dài thế này rồi chống. Hôm nay là ngày đại đoàn kết nha. Đang ngủ rồi cơ. Đang ở đằng sau á chị. Thế mà đang đứng đưa mà. Không. Đúng rồi, xe máy cũng bắt. Không trừ một đối tượng nào.
xe máy mình bắt nhiều mà thấy được nhiều hơn đúng không? Xe máy bắt nhiều hơn xe tô. Xe tô lại ít uống rượu mà cuối cùng xe máy lại uống rượu nhiều. Ít rồi, không cần răng cũng chín. Đây chẳng còn có khi có dấu mắt. Vì cái chú con anh lâu ngày không thấy là thấy chú con anh cũng bị. Ăn tí rồi đi xuống nhà đi nhớ này cũng bị. Mất là cái bữa trước bát nhiều. Đó là hội đình đứng lọc á, cứ đi làm á, ừ. Đi làm trưa về uống chén đến chiều đi làm á, ừ, nó vẫn hết. Còn dính hết. Uống tối qua mà sáng nay thổi vẫn còn mà lần này họ bắt giữ bằng cả một năm luôn đấy anh ạ. Hả? Một mầm mạnh béo ấy chị. Bất ngà đấy. Bất ngà về. Đi về nhà. Chết rồi anh Trần ạ. Anh Hạnh là một anh Trần nhà bị thổi không? Chị Lý lái anh ngà anh Hạnh ạ. Đấy, mộng đấy, bác Lý về nè. Bác Lý lái chứ không phải bác Ngà nha anh Hạnh nha. Em lúc nãy cái thằng ấy sượt nó chạy nó phóng nó cứ thế là tuồng qua mấy cái hàng rào này. Mọi người uống rượu cũng được nha, nhưng mà đừng có lái xe. Xe máy, xe đạp thì đều đang thổi nồng độ cồn tại phố Kiểu nha. Phố Kiểu ngay lúc này nha. Các chú công an đang làm nhiệm vụ. Các chú công an đang làm nhiệm vụ thổi nồng độ cồn. Em bảo anh Trinh cho cuốc lên trên bà ngoại mà anh Trinh không đi gì là anh ạ. Anh Trinh bảo anh Trinh uống rượu rồi. Được rồi đó. Cuối cùng em lại phải ở nhà. Mạnh không đi uống rượu à? Mạnh đi uống rượu trên Yên Thọ ạ. Hoài đang phải sinh nhan, đang uống bấu Mạnh bố đừng về. Bố Mạnh ở trên Yên Thọ thôi, đừng về nữa. Về cho đằng sau á. Dạ? Đừng đoán đúc đầu, còn bây giờ người ta biết thì người ta thôi hết rồi đúng không? Thôi cũng được, cho nó an toàn. À, đi, đúng không? Mình cũng mong là thổi cho dân tỉnh chấp hành quy định để cho đỡ tai nạn. Độ này ở Kiểu cũng tai nạn nhiều lắm. Bắt được một cái xe. Dạ? À, chìa khóa cho bác Thu không? Chắc bạn kia muốn uống rượu rồi, đúng không?
em đang bảo anh Trinh, em bảo anh Trinh bảo cho em cuốc lên trên bà ngoại, giờ có lẽ chở được không, anh bảo không, anh uống rượu rồi. Thế là anh ngồi trong kia này. Thế là em lại ở nhà, mai mới lên. Mai hôm nay đến phen lên ngủ với ông. Nhưng mà ô tô lại ít bị đúng không? Toàn xe máy bị thôi. Này này, cái bạn đi chống lại chị Lanh này. Ô lúc nãy ngã ngồi tuôn qua mấy hàng công an liền. Đang đứng đây. Bạn đi chống lại bị bắt. Bạn đi uống rượu nặng lắm. Ừ, hôm trước thằng Toàn nó mới mất một năm, tịch thu bằng xe máy mất một năm. Uống rượu đó mà nó uống tối nay nha, mà đến lúc mai sáng là vẫn bị có mùi. Mà bị nộp mất mấy chục triệu. 2,5 triệu. Ồ, đây xe máy hôm trước. Mấy chục triệu mà. Xe máy 2,5 triệu với lại. Còn giữ xe mất 2 tháng trời nữa. Đúng rồi, giữ xe 2 tháng, rồi thu bằng một năm. Phạt mất 2,5 triệu xe máy. Đố mày vừa gọi được ạ. Đang trong nhà đó, chạy vào. Đang chuyện cháu cứ vào cho thấy. Không ngại đâu. Hôm nay chú đang làm việc riêng đấy. Tôi vẫn đi đường tránh mới được à? Em ơi, em ơi. Tôi rút được rồi đây. Đấy là 2 giờ rồi, ông anh em cũng không dạo rồi. Đang thổi lên kia. Vâng, thổi nồng độ cồn chị ạ. Lần này làm gan lắm. Nè, nếu họ biết thì họ cũng ở nhà bớt để tặng. Trinh có bữa một ngày cao điểm mấy lần liền đi từ đây xuống thành phố á. Trinh nha, em có mỗi một cái ống thôi mà thổi, cứ người này ngậm người kia ngậm đây, ai ngậm thôi. Anh Dũng về được đến đây rồi à? Hả, về được đến đây rồi à? Mày tránh được á? Ừ. Đó, đó. Ừ. Ôi, bạn này mũ non chả có này. Nhưng mà mũ họ cũng không bắt đâu đúng không? Chủ yếu nồng độ cồn thôi. Một đây mới vượt. Ô cái thằng liều nhờ. Đó, cái đối tượng cần bắt thì lại không bắt được nhờ. Cái đối tượng này là uống rồi giống cái thằng hôm nãy chống lại đó. Uống rượu lại không bắt được hắn đúng không? Ôi mẹ. Đây chú Mạnh đã về được đến nhà đây này. Này chú nồng độ cồn cao mà chú biết được, chú nắm bắt được tình hình nên là chú đã tránh được. Không, hôm nay chú thổi thì chú liệu thần hồn.
May mà có vợ sinh nhan nhá. Sinh nhan nó có biết sinh nhan gì đúng không? Kia kìa, chú Mạnh kìa, cái thằng mà đang bị bắt trong kia là lúc nãy chống lại chạy vượt hàng rào. Uống chưa? Uống, chắc uống rượu nặng cho nên là phải vượt bao nhiêu người mà cứ thế chạy thôi. Ừ. Nó lại đang chống lại à? Càng chống càng chết. Say rồi còn trống. Say rồi đừng trống nữa. Công an người ta đã bắt rồi. Say rồi. Say rồi còn trống nha. Say rồi thì thôi, ta đã bắt rồi. Chống người thành công vụ. Chưa? Anh đang chạy xe thôi, anh đây rồi. Vụ công an đang thi hành nhiệm vụ thổi nồng độ cồn thì có một cái bạn này là bạn đi chạy trốn thì công an lùa túm mãi chứ được. Sai rồi còn cứ dạy. Thôi đi mình. Anh bị thần kinh à? Thôi nhá, quay tí cho cả nhà biết, cả nhà rút kinh nghiệm thấy chưa? Chưa hết pin. Pin của nhà bán điện thoại nên là đang còn nhiều lắm. Các chú đang cảnh giác. Các chú không cấm, các chú đang cho quay thoải mái. Các chú đang cảnh báo là cẩn thận không pin hết. Nhà bán điện thoại làm sao hết được pin. Thôi nhá, quay nấy cho cả nhà lưu ý nhá. Ai uống rượu rồi thì ở nhà thôi nhá. Hoặc là đừng có lái xe để người khác lái nhá. Mọi người đây hiện tại ngay lúc này tại Phố Kiểu nhá. Phố Kiểu các chú đang thổi nồng độ cồn. Cả nhà ai uống rượu thôi thì đừng có lái xe. Ngồi bên cạnh thôi. Hoặc là ở nhà đi ngủ thôi nha. Vất vả cho các chú quá.